Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã nhận các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu cái thư viện trong Billboard ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần character, là cái nhân vật chính chúng ta, cái đối tượng quan trọng nhất đây, và nó cũng nhiều thứ mà để nói, nhiều thứ khó khăn lắm. Rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những cái còn cụ cặn, là một số cái đối tượng phụ nè, một số cái nền tôi chưa nói nè, rồi chúng ta mới vào những cái character. Thì cái này trước ha, cái dòng xoắn này nè. Cái dòng xoắn này là cái xoắn ốc ha. Xoắn ốc, helix là xoắn ốc, đây spiral là xoay ha. Nghĩa là những cái xoắn ốc này nó sẽ tự xoay. Tới thử là gì nè. Thì bạn nào chưa xem thì xem lại 2-3 video trước ha. Tại này tôi đang làm cái video gần cuối rồi. Ok, lít giờ đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu được cái node của này. Thật ra đây là một cái đối tượng 3D nè bạn nè. Đối tượng 3D dưới đây nè. Và nó sẽ thực hiện tự xoay tại chỗ thôi, xoay tại tâm thôi, không có gì. Nè, tự xoay theo cái trục y, xoay tâm thôi. Thấy chưa, rất là dễ. Nhiều cái mảnh này chúng ta ghép liên tục với nhau thì nó sẽ xoay được như hình trong đây thôi. Thì cái này nó phụ thuộc vô cái việc bạn chơi game nhiều nữa. Chơi game để chúng ta học học làm game thôi, chứ không phải là chơi game để ghiền các bạn. Không phải vấn đề đó. Bởi vì nhiều khi các bạn thấy tôi chơi game trên YouTube tôi nhiều á, là tôi đang test thử mấy cái game á để chúng ta học cái cách. Tại vì chúng ta là người dùng cá nhân á, tôi tự học thôi, nên tôi không phải là trong một cái doanh nghiệp, một công ty nào đó. Thì chúng ta không có được tiếp xúc cái môi trường mà cái những người đi trước á, những anh chị đi trước chúng ta hướng dẫn được. Cái đó là một điều quý giá rồi, mà chúng ta không có được cái đó. Nên chúng ta phải tự mày mò, bằng tự khám phá bằng cách là chúng ta chơi game và chúng ta tự rút ra kinh nghiệm thôi ha. Thì nó sẽ khó hơn. Thì chúng ta không được cái điều kiện đó thì chúng ta phải chịu thôi. Rồi khi bạn chơi game nhiều bạn thấy nè, tôi cũng có chơi một vài cái game nó có dạng như thế này rồi. Một con cua nó chạy trên cái nền này nè bạn. Nó ăn những cái đồng tiền hay là nó giải cứu những con cua con gì đó. Và nó nhảy tránh những cái cục gạch hay là những cái con kẻ thù như là con nhện hay là con gì đó ha. Đó, tao phải chơi game nhiều tao biết. Rồi, nó chỉ đơn giản là bạn thêm một cái hình xoắn ốc và bạn cho nó tự xoay tại tâm thôi. Còn này thêm nhân vật chính. Nó di chuyển hình như là theo một cái đường bát ở giữa. Rồi ok ha, tiếp tục nha. Rồi tiếp tục cái này. Đây là cái trò game cũng rất là hay. Tôi thích những cái trò game nào mang tính chất 3D lắm ha. 3D như thế này. Thì cái này chúng ta là chạm vào trong màn hình cho cái này nó xoay vào. Nó không phải tự xoay đâu. Ta chạm vào màn hình cho đối tượng cái màu xanh dương này là nó sẽ xoay. Xoay trái rồi xoay phải. Tôi làm thử ha. Rồi tôi sẽ chọn đây. Tôi sẽ mở lên cái node tôi, nó có cái gì hay ho đây. Thấy chưa? Rất là đơn giản các bạn. Nó chỉ có duy nhất một cái node là chúng ta just rotate thôi. Đây. Có nghĩa là sao? Cái này là just rotate nè. Có nghĩa là chúng ta chạm vào thì nó sẽ xoay các bạn. Xoay theo trục nào? Theo trục mà chúng ta định ở đây là x và y. Đó. Chỉ có hai trục thôi các bạn. Thường trong đây cái phần xoay này chỉ có hai trục thôi. Còn bạn muốn chỉ muốn xoay theo một trục thì bạn bỏ cái này đi. Bạn xóa này hoặc là bạn cho bằng không hay là bạn bỏ gì luôn ha. Thì nó chỉ xoay theo đúng một trục thôi. Đó. Là khi tay chúng ta chạm lên trên màn hình đó, chúng ta giữ thì nó mới xoay theo hướng đó. Vì đằng khác thôi, bạn lướt qua trái hoặc lướt qua phải mà. Lướt qua trái thì xoay qua trái, lướt qua phải xoay qua phải gì thôi. Còn nếu bạn thêm cái này lên á thì bạn lướt lên trên thì nó xoay lên trên, lướt xuống dưới thì xoay xuống dưới ha. Nó theo cái trục mà y, đây là theo trục x. Còn đây là cái độ mềm mại của nó. Còn đây là đảo ngược theo cái trục, đảo ngược cái trục đó. Thường đảo ngược trục này là chúng ta dùng trong cái việc mà chơi máy bay á. Những bạn nào mà làm game mà bay máy bay bay á, thì thường nó là để cho máy bay bay lên thì bạn phải vuốt cái ngón tay xuống dưới. Nó mô phỏng theo cái việc mà những anh phi công mà lái máy bay trong đời thực á, cầm cái cần gạt á, giống như cần gạt á, thì muốn nó bay lên thì phải kéo xuống ha. Nó ngược với cái quy tắc thông thường. Muốn bay lên thì phải kéo cần gạt xuống. Thì cái này nó cũng vậy thôi. Bạn phải kích hoạt cái này, nó mô phỏng theo ngoài đời thực. Tôi nói thêm cái này nó hơi chuyên sâu, nhưng dành cho những cái dân mà nghiện game thì mới hiểu được tôi đang nói thôi ha. Rồi thì nó làm ta thêm được cái node là chết rồi thay nè. Rồi còn nó cũng có tương tự nữa, cái là chết mô ha. Chết mô cũng vậy, bằng chạm này chạm lên màn hình thì cho nó xoay, còn này là chạm lên màn hình để cho nó di chuyển theo cái hướng mà bạn muốn, thì theo hai hướng là x và y. Sẵn này tao nói nâng cao lên, nó thêm thôi ha, nó thêm cái node này nữa. Rồi ok xong ha. Tên tên tên, chúng ta tiếp tục thôi. Còn gì nó khó khăn không? 1, 2, 3. Ô, ba cái này. Ba này nãy tôi nói chưa ta? Hình như là chưa đúng không? Sẵn nói luôn. 1, 2, 3. Ba cái này nữa là ok ha. Cái này thật ra là cái chuyển động animation nãy tôi nói như tôi có nói rồi vậy. Đây thêm nữa này nè. Thật ra là chúng ta làm cho những cái này là giống như kẻ thù rồi bạn. Nhân vật chính chúng ta, character là cái màu vàng này, quả cầu.
Còn cái thù enemy chúng ta là cái những cái màu đỏ nè, bạn đụng vô là bạn thua liền á, vỡ ra từng mảnh liền. Rồi thì chúng ta sẽ làm cho đối tượng nó chuyển động theo một ký nào đó ngẫu nhiên, theo trục X, trục Y và trục Z ha. Đây là thay đổi vị trí là position nè, bạn nhìn kỹ nè, position nha, là vị trí. Tại chút chúng ta còn cái rotate là xoay nữa, còn cái scale là tỷ lệ nữa. Bạn nào mà thông minh á, bạn chỉ cần kết hợp ba cái này là ra được cái trò game hay rồi. Để nữa tôi rảnh tôi sẽ kết hợp thử làm trò game thử. Tại vì tôi thích cái dạng 3D như thế này nè. Kết hợp ba cái này là làm ra một cái game mà đó rất hay. Rồi, tôi gợi ý thôi. Giờ ta sẽ tìm hiểu cái nốt nó có cái gì nè. Đầu tiên là thức dậy là lại gần ha. Lại gần cái nhân vật chính chúng ta thì nó sẽ thức dậy, cái kích hoạt cái hành động này là nó sẽ thay đổi vị trí, chỉ đơn giản qua hai nốt thôi. Rất là dễ đúng không? Rất là dễ. Thay đổi cái theo cái vị trí trục X. Bạn sẽ kết hợp ba trục luôn thì nó sẽ hay hơn. Ha, cái video nãy bạn xem là nó kết hợp ba trục, đó là con cái thì trục X, cái trục Y, cái trục Z. Cái thời lượng nó là 2 giây, bạn muốn nó di chuyển càng nhanh thì bạn giảm xuống là 1 giây hoặc là 0,5 giây thì nó sẽ di chuyển càng nhanh. Vậy thôi. Ok, cái này là di chuyển single là di chuyển một lần, ha, single loud là di chuyển một lần. Đây kích hoạt đây là di chuyển một lần. Rồi, di chuyển theo cái mẫu nào thì bạn lính cái tên mẫu đó vào đây ha, model name nè. Ok nè, name của model này có tên là 3D model bạn. Hay nó dụ tôi đây ghi đây chữ tú 1 đi. Thì cái mẫu này có tên là tú 1 thì đây bạn di chuyển nó từ nào, di chuyển nó trường là tú 1 ha. Ok. Rồi. Nó làm chúng ta vừa xong cái việc mà di chuyển ha, position là vị trí. Cái này rất là hay á, bạn nên tự tận dụng cái nốt này. Đó. Bạn nhìn cái game trên đây là bạn thích rồi đúng không? Cái thì diễn theo trục X, cái thì diễn theo trục Y, cái thì diễn theo trục Z là từ trên rớt xuống, thấy chưa? Rồi, thì cái này nó tương tự vậy nhưng mà cái này là rotate là xoay, cũng một game rất là hay. Bạn phải giỏi lắm á, bạn phải nhanh cái 3D lắm, bạn mới né được những cái chi tiết này, không thôi là bạn sẽ đụng á. Không phải dễ chơi với cái game này đâu. Thấy chưa? Đó. Còn trường hợp nào bạn nào mà làm được một game kết hợp giữa ba cái yếu tố này luôn là rất là hay. Vừa di chuyển vị trí, vừa xoay và vừa thay đổi tỷ lệ. Rồi ta chọn thử cái rotate này ha. Ta chọn cái này ta xóa đi. Rồi cái rotate đây. Trong rotate thì nó cũng tương tự vậy, nó chỉ có hai nốt thôi, một nốt là đánh thức dậy là quay up. Nốt thứ hai là rotate ha, cái này nó nằm trong cái phần gì ta, rotate xanh nè. Rồi đây, nằm trong cái phần action bạn, nhớ mắt xanh nè, rotate xanh đây. Thấy chưa, hai này là một. Nằm trong nhớ mắt xanh đây. Rồi. Thì bạn muốn xe theo trục nào thì bạn ghi số đây thôi, cái này đang dấu ghim nè, ghim nó nghĩa là nó khóa rồi đó, nó khóa cố định rồi đó. Thời lượng thì bạn chỉnh ở đây ha, nhanh thì bạn chỉnh 1 giây hay là 0,5 giây thì nó sẽ diễn nhanh. Tên mẫu chúng ta, rồi. Tương tự vậy bạn cũng sẽ làm thêm cái phần thứ ba là cái kết hợp là cái scale là tỷ lệ. Mà thấy hay chưa? Tự động nó sẽ to ra, nó thụt ra. Bạn mà chạm vô những cái ô màu xanh lá cây này là bạn sẽ thua. Trò game rất là hay. Bởi vì tôi nói bạn mà kết hợp được ba yếu tố này nè, 1, 2, 3 là bạn sẽ làm được một cái game rất là hay ha. Đây là 1, vị trí đây là tỷ lệ, đây là rotate 2, đây là cái scale là 3, tỷ lệ. Cái này thì nó thêm cái nốt thay đổi tỷ lệ thôi bạn. Nè, cũng là đánh thức dậy và nó sẽ thay đổi cái nốt scale ha, thay đổi tỷ lệ. Ba chục luôn, X, Y và Z luôn. Nằm trong cái nhóm mắt xanh vậy. Ba cái này nó chung nhau bạn. Nó chung trong nhóm mắt xanh ha. Đây nè. Bộ ba ha. Bộ ba huyền thoại. Nấu tiêu rồi. Đây. Nhìn hồi chá mắt quá hết biết rồi. Đây nè bạn. Một nè. Hai nè. Ba nè. Nó còn cái thứ tư là thay đổi màu nữa. Ha. Là những cái này là chuyên giả animation. Đó, cái này đang là scale nè, đang là scale nè, thấy chưa? Làm nhiều tự động bạn nhớ thôi à. Tôi cũng mới làm mấy ngày đây các bạn. Không có lâu đâu, là vài ngày thôi. Rồi, ta sẽ quay lại này, ta sẽ xóa này ha. Tôi tưởng làm ít một vài video thôi, ai ngờ đẻ ra nhiều video quá. Tại nó nhiều nội dung á bạn. Rồi. Còn gì nữa đây? Một cái rìa, một vài cái rìa nữa đây bạn. Rồi chúng ta sẽ tới phần character nhân vật chính chúng ta. Còn nếu hết rồi thì thôi chúng ta sẽ tới nhân vật chính nha.
Nhân vật chính là này là một nè. Tính năng này là tính năng đổi màu nữa. Đây cái này nè. Nghĩa là cái nhân vật chúng ta là cái gì đó? Cái hòn bi nè. Nó sẽ nhảy vào trong những cái này, vòng tròn này thì nó sẽ tăng điểm. Đại khái là nó chạm vào thì sẽ tăng điểm và nó sẽ đổi màu, set color thôi gì, đổi màu. Giờ thử các bạn xem nè. Nó dễ lắm cái này, nó thấy gì chứ nó dễ lắm. Và khi nó chạm vào thì bạn sẽ nó sẽ phát ra cái hiệu ứng là tỏa sáng ở giữa. Nhìn kỹ ha, đơn giản vậy thôi nhưng mà nó làm nhiều hành động lắm. Thứ nhất là nó chạm vào đây nó sẽ tăng điểm. Cái thứ hai đó là cái vòng tròn sẽ đổi màu xanh sang màu đen. Cái thứ ba là nó sẽ thêm hai cái hiệu ứng hoạt hình là cái đốm trắng ở giữa, hai cái vòng tròn trắng ở giữa và một cái tia lửa ở trên. Nhìn kỹ ha, thấy chưa, cái đốm trắng ở giữa và tia lửa ở trên. Rồi ok, chơi thử nè. Rồi đây là mẫu 3D. Nếu va chạm với nhân vật chính chúng ta thì nó sẽ thực hiện cái trạng thái như thế nào? Đó là sẽ đổi màu. Đổi màu như tôi nói đó, từ màu xanh sang màu đen nè. Màu xanh sang màu đen. Cái thứ hai là điểm số tăng. Cái này nó không thêm, cái này nó chưa thêm hai cái hiệu ứng hoạt hình. Nếu bạn muốn thêm hiệu ứng hoạt hình đó, bạn sẽ thêm đây nè. Any, nó nằm trong cái content đó bạn. Đây, content đây, trong nhóm content nè. Đây. Đó, bạn sẽ liên kết nó là chỗ nếu cái nhân vật chính đụng vô cái này thì nó sẽ đổi màu ha, được đổi màu rồi điểm tăng lên và nó sẽ xuất hiện cái hai cái ứng hoạt hình, hai cái là bằng Ctrl C Ctrl V. Rồi hai ứng hoạt hình này thì là cái nãy tao cho bạn xem đó bạn, là cái này nè, thấy chưa, cái trắng trắng ở giữa và cái cam cam nó xuất hiện rất là nhanh á, khi mà nó chạm á nè, cái trắng trắng ở giữa nè và cái cam cam xuất hiện lên nè đó. Rồi thì cái đó là chính là hai cái này, thì bạn phải thêm những cái hiệu hoạt hình vào đây, là bạn phải click vô cái chỗ này nè, chèn cái nội dung vào đây ha. Đây nó chưa có sao chèn không có ha, thì giả sử như đây có thì bạn chọn nó hai cái đó luôn. Rồi còn cái stay là bạn lưu lại nhiều cái trạng thái thôi, ví dụ như cái đó là nằm ở trong đây bạn, là cái nốt này nè, cái nốt này nè, stay nè, stay là chính là cái này, là cái này nè, bạn click vô cộng đây, thấy chưa, lưu lại nhiều trạng thái thôi. Rồi ta sẽ xong được cái nó là nó lưu nhiều cái trạng thái là stay nè, lưu nhiều trạng thái ha, stay là trạng thái đây. Rồi ta sẽ xóa cái này đi, chúng ta sẽ tới cái nó tiếp theo là tới nó trạng thái đây. Rồi còn những cái nó nhân vật chính mà bạn, những nó nhân vật chính thì tôi phải để một cái video riêng tại nó dài lắm. Tôi kết thúc video tại đây ha, video sau ta sẽ nói về cái những cái nhân vật chính này, như là những cái này nè. Rồi tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.